Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm mô hình WWE gồm có mô hình WWE Kefinoway Slip 47A và mô hình WWE Pay Series 66. Trước tiên chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Kefinoway Slip 47A. Mô hình WWE Kefinoway Slip 47A gồm có mô hình Kefinoway, một bộ trưng bày đai Stand, một đai WWE Universal Champion, một đế và một diorama background để các bạn. Ở mặt sau của hộp thể hiện thông tin chi tiết của WWE Superstar Kevin Owens. Đây các bạn, kèm theo đó là có thiết kế hình ảnh rất đẹp và chi tiết của WWE Superstar Kevin Owens. Đây các bạn. Và đây là tem WWE. Đây các bạn. Ngoài Kevin Owens thì dòng WWE Elite 47A chúng ta còn có các mô hình sau: Asuka, Cesaro, AJ Styles, Tatanka và Big Boss Man. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình WWE Pay Series 66. Mô hình WWE Pay Series 66 gồm có mô hình Page, không đi kèm phụ kiện, ngoài Page thì dòng WWE Series 66 chúng ta còn có các mô hình sau: Daniel Bryan, Alberto Del Rio, Dean Ambrose, Tyler Breeze, Roman Reigns và Big Show. Và đây là tem WWE để các bạn.
Như vậy là mình đã giới thiệu xong về hai sản phẩm mô hình WWE gồm có mô hình WWE Kevin Owens Slip 47A và mô hình WWE Pay Series 66. Mình xin kết thúc video tại đây, hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.